mày nói tôi qua nhà thầy Kỳ hả? Hai người làm gì trong nhà mà nói không? Không nói nghỉ chơi nè. Luôn á. Thôi được rồi, để tôi nói cho bà nghe. Tôi qua nhà thầy Kỳ á là để lấy lịch học thôi à, chứ đâu có gì đâu. Thiệt không? Bà ghen nha, quá đáng lắm. Trời, vậy sao học hành trời? Đúng bà rồi trơn á. Tình yêu là động lực lớn nhất, giúp con người vượt qua mọi khó khăn. Ủa, mà mấy giờ rồi mà bà Sang chưa tới nữa? Hả? Đúng rồi, bây giờ trời cũng tối lắm rồi đó. Chắc là 7 giờ không? Dạ nha. Bà tới sớm lắm á, giờ trễ hơn tiếng mấy rồi mà chưa tới. Dạ thưa cô, tìm em có gì không cô? Em ngồi xuống đó đi, đợi cô một chút. Ủa, sao cô đưa sách này cho em vậy? Em không nghe thầy Kỳ nói gì sao? Dạ không. À, chắc là thầy muốn dành cho em một sự ngạc nhiên. Vậy em hỏi thầy nha. Mà nè, em nhớ đọc cho kỹ, lịch học cô sẽ thông báo cho em sau. Dạ. À, em vào lớp đi, vô tiết rồi đó. Dạ thưa cô, em đi. Lâm, em không thích môn văn sao? Thầy biết là em học các môn gì giỏi, cho nên em thi môn nào thì thầy cũng rất là yên tâm. Nhưng mà các bạn không có như em, môn văn lại thiếu, cho nên thầy đã bàn với cô Giang để chỉ em qua đó. Dẫu sao cũng đi thi cho trường mà em, thì trong thời gian ôn thi em vẫn có thể giúp đỡ bạn bè. Biết đâu năm nay trường mình lại đoạt 2 giải văn và toán thì sao? Thưa thầy, em đi. Hà, đừng có tao. Sang ơi, Sang về trước nha. Sao vậy? Dạ Sang có việc rồi. Sao vậy? Cười vậy ta? Ăn trứng thịt lộn thôi mà, cái gì đâu mới là lo. Đây nha. Để bà nắm ra tay cho bữa đó coi nha. Thôi đi về. Chuyện chỉ có như vậy mà bà bỏ một buổi họp nhóm đúng không? Tôi nghĩ là không chỉ đơn giản như vậy. Trong nhóm những cô nương xinh xắn của tụi mình, ngoại trừ Lâm ra, tôi thấy đứa nào cũng đã từng bị ăn điểm không hết. Đây không phải là lý do chính đáng. Tôi biết rồi, bà đang ghen đúng không? Mà lại còn liên quan đến một đứa con trai. Làm gì có. Đừng có chối. Tôi thấy á, dạo này thái độ của bà với Lâm và Văn rất là khác. Phải liên quan tới hai người đó không? Sao bà lại nghĩ như vậy? Chính gì? Hay lắm hả? Không cho ông ăn đâu. Không cho thì không cho, tôi cũng có vậy. Ê, nói nghe nè, ông con trai mà sao ông chọn kem có cây dù vậy? Thì đó khó ăn lắm á. thì tôi chọn thêm cây dù là để em tặng cho heo. Phái còn phải đặt xạo xạo. Ê, nói nghe nè, sao không biết cái chỗ đó mà ông dẫn tôi đi hay quá vậy? Mấy người đó công nhận giỏi thiệt đó nha, văn giỏi song toàn luôn á. Sao lại không? Văn á, nếu như văn giỏi môn văn như Lâm á thì chắc chắn là văn sẽ không thèm vào môn toán đâu. Ừ, tôi cũng thấy vậy á. Mà nếu như cô giáo mà có chọn văn vô đội tuyển văn của trường á thì chắc chắn văn sẽ đồng ý hai tay hai chân luôn, bởi vì lúc đó tha hồ nghiên cứu và học hỏi. Ủa, ông thích môn toán nhất mà. Tôi nhớ hả, có người còn nói là ai mà học dở môn toán là người đó có vấn đề. Tôi nói hồi nào? Thì hồi lớp 8 chứ hồi nào. Tôi nhớ hồi đó nha, tôi thi môn văn đúng không, còn ông thi môn toán. Trong khi ông thì được giải nhì, còn tôi thì đoạt giải nhất. Thì tại vì lúc đó tôi hơi có ganh tị với heo một tí xíu, cho nên tôi mới nói vậy thôi. Chứ thực ra là cái gì? Tôi biết cái tính của ông mà. Tự ái là ngất ngưỡng luôn á. Thì muốn nói tôi sao thì nói. Mà nè, trả lời tôi câu hỏi cuối cùng đi. Câu gì? Hỏi đi. Vậy bà có thi môn văn không? Chồng chết luôn nè, chết luôn nè. Đâu, thả ra. Ngưng. Hết nhéo rồi chứ bộ. Ủa, bỏ rồi hả? Dư âm chứ bộ. Bà dám giận mặt tôi hả? Còn nửa trái dâu của bà nè. Đưa đây. Chuyện như vậy á, chỉ có bà mới nghĩ ra thôi. Bộ bà không biết mối quan hệ giữa Lâm với Văn hả? Chuyện gì? Tôi biết hết rồi. Uổng công cho bà, thích ông Văn mà lại không biết gì với ổng hết trơn á. Ai nói tôi thích chứ? Ừ, thì không có thích. Nhưng mà nghe tôi kể nè. Chuyện Văn tới nhà Lâm ăn cơm là chuyện bình thường thôi. Tại vì mẹ của Văn với Lâm hồi xưa là bạn bè. Mà họ còn ở cùng quê cùng xóm nơi đó cô nương à. Thiệt không? Dốc chích liền á, bà không tin, bà đi hỏi ông Văn đi. Bộ bà không biết, hè vừa rồi Văn với lại Lâm cùng nhau đi về quê ngoại hả? Vậy mà tôi cứ tưởng. Tưởng gì? Tưởng hai người đó có gì hả? Đúng là đứa nào yêu cũng mù quáng hết trơn. Thôi đi, làm gì mà bà la tôi dữ vậy? Thì sau này bà yêu ai thì bà cũng vậy thôi, có khi còn hơn tôi nữa. Ừ, tôi sợ bà với bà Lam Linh luôn á. Gặp ai cũng nghi ngờ hết trơn. Gì? Lại có bà Lam Linh nữa hả? Sao lại không? Khổ thân cô nhỏ Lâm, cứ bị bà với bà Lam Linh suy nghĩ ghen tị hoài, còn tâm trí đâu mà nó học hành nữa. Ê, đi ăn đi. Mẹ không đi trường. Đi ăn. Sao cứ nói hoài. Nhanh lên. Lắm. Đi lẹn lắm. Không đi đâu. Với bài xong mình mới đi được. Với bài gì nữa? Rồi bây giờ tôi phải mang 2 gông học biết nè. 2 gông. Lão quá gì? Bên văn, bên toán. Hiểu chưa? Thôi kệ. Đi đại với nào đâm chết đi nè. Đi. Ôi, đi ăn gì trước đi, chút ra sau. Sen, đi không? Sen còn xử nữa. Mấy bạn đi trước đi. Trời, học nữa. Cố lên. Đi nha. Ê, chúng ta lên vui nha. Đúng rồi. Thôi cứ tập cho đi bà. Vô, lâu quá bị chơi với bà. Đi nha. Chơi hả? Chơi hả? Giỡn hả? Giỡn hả? Ôi da, đỡ nè. Trời. Cho trường cái tật đỡ. Ôi da. Ủa, con cơm chưa vậy? Dạ, con ăn rồi. Tưởng chưa ăn, cô làm cho con tô bún. Dạ thôi, từ hôm qua giờ con ăn kiêng. Mà hôm nay con hết ăn kiêng rồi. Hay là cô cho con tô cũng được. Đợi cô chút xíu nha. Dạ. Anh thua rồi. Tiếp nè anh vậy. Đố anh thắng là cấp 4 nè. Chơi đi. Sao, thuộc chưa? Anh ăn hơn thôi, mà em sắp chết rồi. Sao, bây giờ muốn em phục? Muốn anh trở lên tới cấp mấy? Cấp 12 á. Cái gì? Làm gì có cấp đó. Ừ thì bảo cấp 12 chứ gì. Sao tôi không hiểu gì vậy? Ê nói nghe nè, ông rảnh không? Rảnh chứ. Ông rảnh thì ông qua đây chơi game hay là ông chơi với tôi? Qua đây chơi game. Ừ vậy ông ngồi chơi game luôn đi, thấy ghét. Ê Lâm. Anh đi đâu vậy? Mày đấu tiếp nha Lâm. Thôi nha, em chưa hôn anh đâu á. Ê bà heo. Nói nghe nè. Heo hoài. Có gì không? Có chứ. Sao mấy bữa nay bà không đi học võ? Trời ơi, tôi không đi học võ thì kệ tôi, mắc mới tới ông, hỏi làm gì? Sao không? Mấy bữa nay có chuyện rất là quan trọng, bà không biết gì hết trơn á. Chuyện gì hả? Xích vô. Xích vô. Mệt quá. Bà Dân á, bà có người mới rồi, bỏ rơi đại sư huynh mình rồi. Đáng đời. Đáng đời gì? Bà không biết gì hết trơn á. Anh Đăng á, bây giờ đổi đời rồi, có xe hơi xịn nè, mặc toàn đồ hiệu không. Ủa, trúng số hả? Còn hơn trúng số nữa. Hơn trúng số là... Trời ơi, nó đại đi, mệt với cái dòng do hoài. Thì anh Đăng á, ảnh gặp bà chị ruột, bà dì ruột, từ bên Úc trở về. Hả? Có chuyện đó nữa hả? Chứ làm sao, bà không đi học nên bà không biết gì hết trơn á. Cái bà đó tên Huệ, bà là tỷ phú. Bà về Việt Nam bà ở toàn khách sạn 5 sao không à. Nghe đâu bà đi tìm đứa cháu ruột của mình bị mồ côi từ Bình Định đến Quy Nhơn. Bình Định với Quy Nhơn là một mà. Xong rồi bà tìm đến chùa Thiếu Lâm, chùa Bửu Long, và gặp sư phụ Thiếu Lâm á. Và tìm đến võ đường, nhận lại đứa cháu ruột của mình. Rồi sao nữa? Thì chúng ta mất đi một đại sư huynh, vừa đẹp trai, vừa giỏi võ nè. Bởi vì đại sư huynh đã theo bà ta về Úc rồi. Chưa hết đâu nghe. Cái ngày mà chia tay đại sư huynh lên đường, đau lòng quá. Bà ta mời tất cả các huấn luyện viên và sư phụ Long nữa đến một nhà hàng 5 sao nổi tiếng để mà hết đãi một bữa tiệc long trọng, có 1 không 2 luôn. Mà bữa đó có đi không? Không, tôi đâu được mời đâu. Vậy nói nữa. Buồn. Vậy là đại sư huynh nó bỏ đi rồi hả? Sao bà hỏi kỳ vậy? Chẳng phải du học á là ước mơ của tương lai sao? Ủa, chẳng lẽ hôm nay ông qua đây chỉ để nói với tôi chuyện này thôi hả? Trời ơi, chuyện này rất là quan trọng. Bởi vì bà thích đại sư huynh cho nên chuyện này xảy ra đúng không? Ê, ai nói tôi thích đại sư huynh? Chuyện của ông không lo, lo chuyện người khác không à. Lo mà học hành đi kìa. Tôi tay thì kệ tôi, mắc mới gì tới ông. Xích ra coi. Nhưng mà muốn nói nữa quýnh đáng chịu á. Ê, Lâm. Ủa sao kỳ vậy? Như vậy cũng tốt đẹp rồi. Chúc mừng anh. Thôi, cố quên hết để dồn tâm trí vào việc thi nữa. Kính thưa ban giám khảo, chào quý thầy cô. Qua hai vòng thi gắt gao, chúng ta còn lại hai trường, đó là trường Hoàng Hoa Thám và trường Lê Thánh Tôn. Chúng ta bắt đầu cuộc thi, tất cả các câu hỏi sẽ được máy chọn ngẫu nhiên. Hai đội toán văn của mỗi trường sẽ lần lượt trả lời 3 câu hỏi. Và trong trường hợp hai trường đồng điểm nhau, chúng ta sẽ thi câu hỏi phụ và chỉ có một câu hỏi duy nhất, hoặc toán hoặc văn, và do chính tôi chọn và đọc lên. Bên nào nhanh tay bấm chuông trả lời được sẽ thắng, còn nếu không trả lời được thì đội kia sẽ giành được quyền trả lời. Trong câu hỏi này, các em có thể mượn được sự trợ giúp của người bạn trong đội, không phân biệt là toán hay văn. Các em đã rõ hết chưa? Hồ, ăn hết rồi không? Ăn chứ. Ủa? Bà Ngọc Tường mà anh Sang đâu rồi? Tự nhiên á, bà Ngọc Tường bị đau bao tử, xong á anh Sang phải chở bà về nhà rồi. Rồi bà anh Sang có quay lại không? Tôi cũng không biết. Ê, không biết mấy người trong đó thiền sao? Tôi thấy lo quá à. Tôi cũng lo nữa, lâu quá à. Ê, bà lo không? Lo sống lo, bạn mình thi mỏng lo. Tôi thấy bà lo thiệt á. Bạn nhiệt tình quá à. Lo dễ sợ luôn á. À, bạn biết đến tôi hả? Mỗi lần mà tôi lo á là cái bụng tôi nó sôi lên. Bởi vậy mỗi lần mà bà lo là tụi tôi phải cháy túi luôn, bà nhớ không? Hỏi mẹ em chuyện bà ở đâu? Qua 6 câu hỏi, cả hai trường đều trả lời đúng 5 câu. Như vậy chúng ta bắt buộc phải trả lời thêm một câu hỏi phụ. Bây giờ tôi sẽ đọc, các em lắng nghe cho kỹ. Câu hỏi sẽ là đề tài văn. Các em nhận xét gì về nhận định xã hội nửa mùa đã tạo ra những con người nửa mùa? Dạ em xin trả lời. Kỳ Lâm trả lời được không? Cứ yên tâm đi, tôi nghĩ là được. Dạ, lịch sử con người hàng ngàn năm qua đã chứng minh con người tạo ra xã hội, là động lực chính cho xã hội phát triển hoặc suy thoái và ngược lại. Xã hội do chính con người tạo ra và ảnh hưởng mạnh mẽ đến những cá nhân sống trong xã hội đó. Nếu muốn tồn tại với xã hội đương thời thì cá thể đó phải thích nghi với nó. Điều này không chỉ nói tới con người mà ngay cả các động thực vật, những loài vô tri nhất cũng bị tác động. Văn chương là một phần trong lịch sử, văn hóa xã hội, đồng thời cũng phản ánh những hiện thực xã hội do con người tạo ra. Do đó, văn chương cũng bị ảnh hưởng bởi xã hội. Em hoàn toàn đồng ý với nhận định xã hội nửa mùa đã tạo ra những con người nửa mùa, đặc biệt là trong văn chương. Em xin hết. Rất xuất sắc. Xin cảm ơn trò Nguyễn Kỳ Lâm. Ê, không biết mấy người đó thiền sao rồi hả? Bây giờ tôi mới thấy lo thiệt á. Đúng rồi, nãy giờ toàn lo mà ăn vô u không hả? Phong cách của tôi với vợ hà. Ê mấy bà, Giang với Lâm ra chưa vậy? Tôi tưởng bà về luôn rồi chứ. Tôi đưa bà về nhà thôi, tôi phải quay lại coi Giang sao chứ. Về nha. Sau 3 vòng thi, các em đã thể hiện được sự hiểu biết và trình độ rất tốt. Đặc biệt có một số em đã nổi trội trong kỳ thi này, trong đó có thí sinh Nguyễn Kỳ Lâm. Xin chúc mừng em. Thay mặt ban giám khảo, tôi xin tuyên bố trường Hoàng Hoa Thám đã đạt giải nhất trong cuộc thi này. Chủ tịch hội đồng giám khảo cuộc thi đã trao giải cho đội trường Hoàng Hoa Thám. Cảm ơn thầy. Ê Lâm! Lâm! Giang đâu rồi? Sao rồi? Thắng không? Được giải không? Được hạng mấy? Thôi, bà làm gì mà hỏi bà dồn dập vậy? Ê, mà mấy người kia đâu rồi? Còn thầy đâu? Thầy Kỳ đâu? Ủa sao mặt bà buồn quá vậy? Thôi đi, thua keo này thì bày keo khác, không sao hết á. Ừ, hên xui thôi mà. Chắc hôm nay chưa được hên á. Thôi thôi ha, không sao đâu. Thôi đi về đâu. Chưa được hên thiệt hả? Tại vì tôi chưa hên cho nên tôi mới được con giày à. Đi về. Hơi đúng rồi. Mày đi đâu vậy? Đâu hả? Tôi biết nè. Hay tụi mình đi Đầm Sen chơi đi. Trời, đi Đầm Sen lớn rồi mà còn nhí nhảnh vậy. Thôi, đi cái hay nè, đi hay nè. Hay là bây giờ tụi mình đi Mỹ chơi đi. Trời ơi, đi Mỹ hả? Khoan. Gỡ kêu. Ê, hay là tụi mình có một chuyến đi chơi xa đi nha. Chính xác. Đi đâu? Đi đi. Nhưng mà đi đâu? Khoan. Để cho một phút lớp trưởng suy nghĩ. À, hay là mình đi Đà Lạt đi, vừa mát mà vừa thích đúng không? Yeah. Đi tụi mình vô đi. Nhưng mà bây giờ ông lên thông báo với mọi người trong lớp đi. Đúng rồi đó. Dọn lên thông báo đi. Thì thông báo sợ gì? Thì cứ thông báo rồi coi phản ứng của thầy sao biết liền. Thì phản ứng của thầy hả? Thì Giang nghĩ là chỉ cần Giang lên một tiếng thôi. Nói một tiếng thôi là chắc chắn là thầy đồng ý. Đúng không? Đúng rồi. Rủ này đi giống đi Giang. Hay quá. Biết người ta không thèm nhìn mà cứ tùm tướp thấy ghê. Ủa ai rủ bà? Ai nói tới bà đâu? Rồi vô duyên quá à. Thôi, đừng bất đồng, nội bộ không được lũng củng. Nè, bây giờ ở lớp mình á, bạn nào đi Đà Lạt giơ tay lên. Đi hết rồi kìa đúng không? Vui lắm. Ê Hằng Sen, đừng vội năn nỉ bả, bởi vì bả đang chờ mọi người năn nỉ để bắt đầu bả lê cái đôi gót hồng của bả đi. Thôi. Tất trưởng gì đâu mà xong nay sớm vậy? Cái tôi được không? Sao? Giờ không có ai năn nỉ không tức hả? Vậy đó. Mà tôi nói nghe nè, chỉ cần tôi năn nỉ được thôi thì lúc đó đừng có lết cái gót hồng bà đi nha. Trời, không biết ai lết được ai. Chấm sức lên mà coi nè. Trời, đúng rồi. Sao ông Giang không muốn qua? Thì bà cũng biết tính ông Giang rồi, ông Tư Cao mà. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ tới giờ. Từ nhỏ thì sao? Thôi. Hai ông bà cho tụi tôi xin đi. Coi như á, bố thí cho tụi này mà ân huệ. Mama rủ thầy Kỳ á, đi chung tụi mình đi. Ha. Thôi đi, tôi đâu có năng lực lớn như vậy. Chỉ có lớp trưởng nhà mình mới có thôi à. Không, cả lớp tụi mình đã xin thầy rồi nhưng mà thầy không có đồng ý. Chỉ có mình Lâm là có khả năng đó thôi à. Cố lên Lâm ơi. Vậy hả? Lâm đồng ý rồi nha. Lâm ơi, thương Lâm quá. Thôi đi. Thôi, đừng có làm quá. Trời ơi, làm quá à. Bây giờ mà qua nhà thầy chỉ có mấy con Kiki nó đón tiếp bà thôi. Ồ, có sao đâu. Muốn xin thầy thì cũng phải tâm lý một chút chứ. Để chị nghĩ cách coi. Đi. Không hay sao anh hả? Nhanh để trên xe rồi. Cái gì vậy? Ủa? Lâm đâu rồi? Lâm hả? Lâm nói là Lâm gọi điện thoại cho bà Ngọc Tường rồi. Nè, kêu mua nước sao không mua? Tiền đâu mua. Ê, Lâm kìa. Ê, Lâm. Sao rồi? Gọi cho Tường được không? Bà nói bà bị đau bao tử rồi nên không đi được đâu. Kỳ vậy? Sao xui vậy? Kỳ vậy? Mà thầy Kỳ đâu? Trời, thầy Kỳ thì ở nhà thầy chứ sao hỏi tôi. Ê, hay là thầy không tới? Gì thầy không tới? Thấy chưa? Thầy không cho thầy đi. Thầy làm gì có người yêu? Ủa mà sao? Đúng như Lâm biết thầy không có người yêu. Thì hôm bữa nè, tôi tới nhà thầy á, thấy mẹ của thầy ngồi nói chuyện với Lâm Ninh á, khen Lâm Ninh dễ thương, tôi tưởng bả là bồ của thầy chứ. Ông nói bậy gì vậy? Muốn chết đúng không? Ủa khen mà. Phải bà thích thầy không? Tôi thấy bà hả? Hồi để ý tới thầy hoài đúng không? Đúng không? Rồi, làm gì mà cãi nhau dữ vậy? Thầy kìa, thầy. Thầy ơi. tiện tụp quá. Bà cái gì mà rớt bây giờ? Dám đâu. Dám cho thầy. Ừ chào em. Dạ. Có chuyện gì vui vậy? Cho thầy tham gia với. Đâu có chuyện gì đâu thầy. Thầy luôn á. Thôi bây giờ thầy lên xe nha. Ê khoan. Ừ thôi đừng rồi. Để thầy. Bà đi đâu vậy? Bây giờ á nôn thì được nha. Đáp mà lên xe á, nôn đầy xe thì chết tới nghe. Ông không phải móc tôi chịu nổi phải không? Tôi sợ quá, tôi đâu dám móc ai đâu. Nè cái ba lô của Văn đâu rồi? Đâu biết. Ai lấy ba lô của Văn trả lại đi nha. Trời ơi, coi Lâm kìa, bên Việt Văn thấy ớn luôn. Thì bây giờ tôi mới chừng người đẹp trai cũng được vợ đúng không? Thôi được rồi. Lâm, trả ba lô cho Văn. Đúng rồi, trả đi. Chị, tự nhiên tôi là sao? Có liên quan gì tới tôi đâu. Thì Lâm lấy chơi. Mắc cười quá. Lên xe coi đi. Ai lấy ba lô của ổng thì trả đi. Mất công không? Đúng quá. Được rồi, Văn chạy lên trển. Nếu như mà Văn kiếm được cái ba lô của Văn thì lúc đó Lâm sẽ biết tài. Mà nói gì là mà trả tiền. Đâu biết đâu. Đây nè, dám giấu đủ người ta mà còn la làng la sớm nữa hả? Ba lô đâu mở không? Gì ba lô của Lâm? Rõ ràng là ba lô của Văn mà. Thì mở ra thì nhắm cá không? Mở thì mở chứ sợ gì? Cá hả? Mà cá gì? Thì cá là ai mà thua thì lên Đà Lạt tắm nước lạnh. Ai thua sẽ bị tắm nước lạnh. Trời ơi, chuyện thường. Ê mà Hạnh Sang với mọi người phải làm trọng tài nha, đừng hỏi chối. Hỏi đi. Hả? Ê, ổng đem theo con heo lên Đà Lạt nằm ngủ để ôm nè. Sao kỳ vậy? Sao bà cái ba lô này giống của Văn quá vậy? Ai biết? Ông mắc cười quá à. Ba lô của tôi chú bộ, má tôi mua chú bộ. Chẳng lẽ á, tôi canh ông đi mua, cái tôi đi mua giống ông hả? Sao vậy Văn? Hay là ông thích Lâm rồi, theo bộ đi ba lô của Lâm hả? Cái gì vậy? Ông nghĩ sao mà nói con đó vậy? Thôi được rồi, lên xe! Đi! Thôi đi! Lên đi! Hốc chung! Dạ xin kính chào quý khách đã đi xe Phương Trang. Dạ quý khách đang đi trên xe mang biển số là 4651 ạ. Bản số thứ tự là 35. Lộ trình xe như sau. Dạ xe sẽ dừng tại 3 điểm chính. Điểm thứ nhất là Khay Dầu Hưng Lộc ạ. Điểm thứ hai là quán cơm Nhật An ở chân đèo Bảo Lộc. Điểm dừng chân cuối cùng là văn phòng 11A/2 Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt. Dạ xin cảm ơn quý khách và chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ. Đi chơi mà đem theo con heo như vậy. Dạ mời. Thơm quá à. Trời, cho con hỏi, xe này của Hoàng Hoa Thám đúng không? Ừ đúng rồi, em tên Vĩ phải không? Dạ đúng rồi. Dạ con. Thôi được rồi, mẹ em cứ gọi cho thầy. Lên xe đi. Dạ. Ủa? Ê, đi đâu vậy? Đi chơi chung với bà. Ai cho đi mà đi. Hôm qua mẹ có gì cứ gọi cho thầy. Thầy đã đồng ý cho Vĩ đi cùng. Lên xe. Vĩ làm cái xe cho tôi đó nha. Tất nhiên. Rồi, tới đây rồi. Nào, xuống đi, đi lên. Đây, để thầy đỡ cho. Rồi, lên xe nha, để thầy kêu xe. Ủa rồi, con xe đâu rồi? Xe đâu? Anh xe bởi con ngủ trên xe thôi. Ờ, được, để thầy kêu. Anh đã kêu cái gì đây. Em ra xe trước đi. Thầy vui quá. Gì kỳ vậy? Xe à? Em có sao không? Đến rồi, xuống đi. Xe đi. Lên. Đi cho lên đi. Cái ông kia cực đàng hoàng. Biết rồi. Nè, đồ ai nó giữ đó nha. Lên không bảo. Đến đây rồi, uống đi kem. Để lên đi. Em đi công kia đi. Thật nha. Đó là mấy em chạy xe đó. Rồi, cái đứa xe sau xuống đi các em. Em đi công kia nha. Đi các em. Ở đây. Thầy xin giới thiệu với các em, đây là nhà của bạn thầy. Anh ta đi công tác rồi, cho thầy mượn ít hôm, cho chúng ta tạo không tốn tiền. Ê, cái này lát một bài. Đã học giỏi không? Đã học giỏi. Lát thuộc bài. Giỏi gì? Ở chỗ mấy bà. Cái cây nè. Lão quá trời luôn đúng không? Ê, mai mốt tôi xin về Sài Gòn trồng. Đúng rồi đó, xin hết nguyên vàng cây này mà ôm Sài Gòn trồng đi. Lâm, Giang thấy hình như là một ngày Lâm không sốc người ta là Lâm không chịu nổi, có đúng không? Tôi sinh ra để sốc người ta mà. Ủa, không được tôi sốc ông tức hả? Làm gì tức? Không thèm nói chuyện với Lâm nữa. Không thèm nói chuyện thì thôi, làm như tôi thèm nói chuyện với ông, làm như có thương không? Quê kìa, trời ơi, quê kìa. Hả? Không ưa. Rồi, bây giờ mấy em vô xếp đồ đạc ngay ngắn đi rồi chúng ta chuẩn bị ăn cơm nha. Nhanh lên. Rồi nè, nhanh lên mấy em ơi, nhanh lên. Bà soạn ra làm chi cho nó mệt vậy? Chứ không soạn để cho nó nhăn nheo như mấy cái này hả? Trời ơi, sao bà không ủi đi? Bà lười thiệt luôn á. Không phải lười, mà ủi chi rồi cũng nhăn lại thôi à. Ê, bà có thấy á, lên trên này á, trời lạnh, đói bụng ha. Mệt bà ghê á, suốt ngày chỉ biết ăn uống không. Đói bụng thiệt bộ. Ê, bà này, sao em ru vậy nè? Nãy giờ mấy bà có thấy ông Văn đâu không? Tôi sợ bà luôn á, lúc nào cũng hỏi ông Văn hết trơn à. Đang làm gì vậy? Làm gì kệ tôi, hỏi chi? Lâm kỳ ghê á. Chắc đang bị gì hả? Sao giờ này nói chuyện với Giang gất ổng quá vậy? Thì tại vì á, ông quen nghe người ta nói dịu dàng rồi. Bây giờ tôi nói chuyện vậy, ông kêu tôi là gắt cổng. Nói gì vậy? Giang không hiểu gì hết. Tôi đâu cần ông hiểu đâu. Nhưng mà tôi cần ông nhớ. Mà nhớ gì? Nhớ cái gì cần nhớ. Mà phải nhớ cái gì đó cụ thể thì mới nhớ được chứ. Chuyện của Lâm á, chuyện gì Giang cũng nhớ hết. Cảm động quá à. Giang, Giang hứa cái gì với Lâm á? Giang thực hiện đi. Hứa cái gì? Thì ông thua độ đó ông chung đi. Vậy cũng không nhớ nữa. Nhưng mà không có nhân gì gì hết á. Làm đi. Nhưng mà lúc nãy Giang xách đồ cho Lâm rồi mà. Ủa, hồi nãy là ô xin của tôi xách đồ cho tôi chứ bộ. Vậy thì thôi. Nhưng mà Lâm ác quá à. Có ngày hả? Ngày gì? Thì ác quá thì có ngày theo tôi. Cái ngày đó hả? Chắc phải 100 năm nữa mới tới. Giờ sao? Trả nợ đúng không? Chung độ đi. Thì chung. Ơi! Làm gì dữ vậy? Làm gì ghê? Heo ha. Nhưng mà tôi cũng thấy đói bụng thiệt á. Ê, đi ăn không? Sang, Sang. Đi ăn không? Tôi phải ra ngoài kiếm Giang á. Bà này. Đi ăn đi, chị tôi nói lên đây mà ăn bún bò là ngon hết sảy. Thôi. Nhưng mà từ từ đi, đợi thầy dắt tụi mình đi. Không tự bỏ đi một hồi bị la te tu luôn đó. Chán mấy bà quá à. Nhát như cây vậy. Trời hết hồn, bún mày đánh không? Muốn chết gì? Ăn bún không? Đi ăn bún. Trời, nó nhỏ thôi. Đây tụi mình đi ăn đi. Bà Lại Minh biết chỗ bán bún ngon lắm. Ê, nhưng mà còn Hạnh Sang thì sao? Bà khỏi lo cho bà. Bà đã đi theo tiếng gọi của con tim rồi. Là đâu? Nè. Ê, mình đừng nói chuyện này nữa. Đi ăn bún đi. Thôi. Ăn bún hả? Mình đang tầm bậy đi. Nghe nói ngoài chợ Đà Lạt có nhiều món ngon lắm á. Nhưng mà xa quá à. Không có xa đâu. Sợ gì đi. Chứ đi đi. Chơi luôn. Hết hồn. Đi ăn hả? Cho tôi đi với. Không cho ông đi đâu. Sao ạ? Ông ăn nhiều lắm. Thôi tôi lậu xin của bà mà. Cho tôi đi với. Cho tôi năn nỉ mà. Cho tôi đi với nha. Cho ông đi cũng được. Nhưng mà tôi dẫn ông đi thì ông phải dẫn tôi về. Là sao? Là ông bao tôi á. Ông trả tiền xong ông dẫn tôi về. Cái gì? Thôi cũng được. Ba tụi tôi nữa. Đúng rồi đó. Mấy bà đi hết luôn á hả? Đi luôn, tôi quyết định. Đi đi. Trời, đợi tôi với, từ đã. Ăn đi. Nè, ăn thêm đi. Món này ngon lắm, bổ lắm đó. Hay là kêu món khác cho cưng nha. Kêu hủ tiếu cho cưng ngang. Con không ăn nữa đâu. Thôi, không ăn cũng được. Ăn cháo xong, cái hai chị em mình đi qua chợ. Chị sắm cho cưng thêm mớ quần áo nữa. Để ngày mai mình lên Sài Gòn đi làm ha. Bà, con chưa hỏi ý kiến ba mẹ. Dì cho con đi về nhà đi dì. Về sao được mà về. Chị nói cho cưng nghe nè. Chị tốn biết bao nhiêu tiền bạc, rồi mất biết bao nhiêu thời gian để tuốt cho cưng lên ha. Thay đổi kiểu tóc nè, chị sắm sửa quần áo. Cưng cũng đồng ý lên Sài Gòn làm việc với chị. Rồi tự nhiên bây giờ cưng đổi ý làm sao? Đừng có làm khó chị mà cưng. Dì, cho con đi về đi, con thấy sao sao á, con đi về nhé. Sao sao là sao? Tao nói cho mày biết nha. Đừng có thay đổi trắng đen với tao. Tao không có để yên đâu. Liệu cái thần hồn đó. Chủ quán ơi, tính tiền giùm em đi chị. Bao nhiêu tiền vậy chị? Dạ của chị 100. ơn chị. Đi tụi bay. Đi. Để lên mày. Đi mày.